Léo ơi, mình đi nhặt bóng cho mua. Nè. Đánh đánh cẩn thận vào. Ôi trời, anh đi đăng cái màn hình cái. Đi đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Anh cấm rồi. Tại thế nào? Sao ấy bọn anh đánh là thấp?
Cắt mấy cái đoạn mà dừng cắt hết rồi mấy... tí nữa về cắt đi điên à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quần vừa khô đấy nhá. Đây đội mũ đưa sắp đầu đấy nhỉ em. Dưới kìa. Lúc đầu đánh mà gì em trong quần vừa khô luôn. Dưới anh ngoài đánh không? Dưới anh ngoài đánh không? Ngồi xuống. Dưới em đứng thọ bọn em gần không mà đi đoạn lên xuống. Đây em một cuối thọ này. Gần nhà mấy đường đâu? Đây là đâu? Đó nhà em chưa đâu đó. Gần nhà Ly á. Ly đâu? Ly. Ly á. Lưu ly em gái nhà ông Mương anh em anh đấy ông Mương em bà anh ông Mương nhà bà anh ở chỗ đầm này ông Mương là có đằng xa với anh em em ông Mương ông mẹ ông Mán ông mẹ là chồng chồng của bà chị ông em anh em nhà anh đó anh em anh em thổi đấy đấy nhà gần đấy mô rảnh xuống chắc cũng gần gống mà bốn cây hơn bốn cây thọc xuống rồi mô xuống mất công thì lên trên chỗ sinh xa trừ hôm nay mình sinh đánh nhá lên mãi sinh đánh mà mô xuống cho gần có bốn cây xuống lên sinh mười mấy cây thế nó không ai đánh nhỉ ít người ôi vào vào đi quần anh rối đi dũng em xỉ đâu đấy mua đến giải đấy mua em trước đánh giải 44 là cũng điêu của anh mua dũng trước đi anh giải 44 cũng điêu của anh mua đánh lại xin đi nói là tối nay nồi eo mua cũng bẩn đi vậy nó chưa mặc bỏ gì mà
anh với hội lên. Ra đây, dán cái cơ mặt ra. Lấy rượu. Anh bấm vào trong người hứng mộng có rượu. Không quay được cả màn hình nữa. Bắt đầu. Đấy. 14 mấy rồi? 18. Tí mua cho bọn đấy. Sao sao bọn đấy. Tí mua số 2 đấy. Cho mấy thằng đấy cho 4. Đó. Đợi mình bước 1 nữa chứ. Bốc một giây, bốc một giây nữa. Bỏng quá. Rồi chúng ta lại đi luôn. Ủa là để tối điện thoại nằm mô rồi. Đi về vỡ nát luôn. Cái video này về vỡ hết. Máy này quay không nét rồi. Tưởng mưa mà không mưa nhá. Không mưa mưa mai. Mưa mà. Mai chưa mưa. Anh có tiếng mình đã thạch thành rồi gì? Bây giờ một tiếng hết, à, thì một có tiếng. Bật lên lấy chỗ đi rồi đấy. Bật lên rồi. Rồi, thì anh lấy cúp về này chưa? Bây giờ là phải giao mẹ cúp đi. Lấy đeo. Đặng này tôi đã uống rượu. Đánh chưa chim lại chán. Dối đó. Để em đánh sắp đầu trầm quân vô cái dối hẳn luôn. Nó không nói lời nha. Em đội hình đầu bị bỏ dầm. Đội hình đầu mà không tay lươi như thế nào. Chắc hai thay một cái loạn luôn. Tự nhiên cái tay lươi như thế nào. Hay đó. Bà thái. Đấy, đang đánh ổn định là đừng có thay, mọi thay các lộn xộn hết. Bật cười. Lúc đầu anh em mình yếu có thể đừng để cố gắng. Thay muốn lộn xộn chứ rồi mình người ta cũng hơn mình mấy luôn. Ôi. Đánh bằng tháng. Lấy ba mấy tiền? Đéo biết nhưng mà cứ bài bán. Tôi ghét Phượng Nghi lắm. Thua mấy lần? Thua đúng một lần từ khi biết anh bóng gà. Cái thua đúng lần hôm anh đi coi. Đúng đi hôm anh đi coi là thua. Hôm nay anh lại đi coi. Anh lại đi coi em lại thua từ bán ghế. Hôm nay anh lại đi coi. Ôi Tuấn ạ, sao ở nhà đi bán quần áo. Có giờ đỉnh. Giờ vút rồi chị chẳng được. Giờ đỉnh. Giờ muốn đi được mô điểm đó. Ồ đâu, ok không? Trên cần luôn, ra ngoài luôn. Mẹ tí thay đúng một hình đội hình đánh. Địch lạc, đây lạc. Đeo có đánh lùng cùng đó. Nhưng nam tí mà đeo đánh lùng cùng đó. Tí em có hai đánh cho mà đánh cho bốn. Mà tâm mi mà tâm lý nữa nha. Từ lần sau anh không gọi đi luôn. Không nói đáng. Ô mẹ. Nhỏ giờ tao phải thêm phát bóng cặn nữa. Cứ đầu. Bố bị bố rằng cuồn cứ run đi. Sau đấy mà rằng lấy được vợ.
và đang vẫn có gan mà rủ coi như người ta lên giường. Mày gan lên em ơi. Đã run đâu. À em có run đâu. Sao mày hại có run mô. Thôi em không đánh nữa thôi. Tay em bị cóng. Đây cổ tay em bị cứng. Sáng đánh cái đội đội ly mà nó tấn cao hơn. Mà đang có một loạn thôi. Đi. Chiều hai chắn hết chỗ khoan. Đội tên cái lùa chắn đấy. Khoan trên cần luôn. Đội kia sang lên luôn chắn. Khít lùa đít. Có một chắn thôi. Chắn là một chắn đánh được. Ừ, ở trên cần đấy. Thằng ấy nhìn, nhìn như ca sĩ gì nhỉ? Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đi anh. Đẹp trai. Không, thằng không mới một. Đâu? Thằng này nhìn mặt khó tính đấy chứ. À. Người mua Triệu Xuân. Triệu Xuân à? À bên Triệu Xuân. Triệu Xuân không, mình, em nhìn cái thằng lùn lùn mập bên đây. Đây à? Đây là cầu quang. Cầu quang nhìn vô mà lâm bị chặt. Đi về phải đóng được. Chị chết. Thì mẹ anh bị xây rượu thì cảm nha. Ví dụ như cắt cái cầu đóng được chặt. Từ nãy giờ ngồi có chán rồi, cắt làm cái gì? Để nguyên để đăng lên. Đây ra gì phải béo nhớ mắt. Tí lại ơi bắt đầu. Anh thì khác, anh đàn bà thì cũng không ngại đấy. Anh đàn bà thì đang phụ nữ rồi, không tính. Hai mấy rồi vậy? Dạ. Mày. Ừ mẹ ăn vạch. Ở ngoài mà. Quả bay bay vô rồi, quả bay vô. Gió bay vô. Thôi mấy quả nãy mình che với trong này. Quả đây quả trong ra. Quả nó cũng nãy vô trong luôn đấy. Đi áo thích tú. Anh cho anh bắt làm gì? Tuấn là căn bản là tú thích là nhiều ghét. Ghét nhiều mẹ câu thằng Vũ trời nó nhảy cao vậy. Phải có cũng một dãy đây. Một loạt cái ngồi là chỉ hô ngoài không? Của mình anh hô ngoài đó. Em lấy cả một khuôn đi. Em xin người. Mình anh hô ngoài đó. Em chạy hướng anh bắt chồng đại. Đưa tại con đi này. Kéo mẹ chân thì nó đưa chân ra bên đây. Mà vẫn không bắt chân thì không bắt. Anh không bắt được chân, anh không nhìn chân. Rồi. Không nhìn được chân thì nhìn chân cho đúng nào. Anh này đánh góc nó nhờ hỏi xí nhờ. Ừ, góc tài gặp góc rồi. Chán về quá là phải hô lên. Sáng nay bê quá nó kéo lực bịt nó hết. Thôi lực bất tâm tâm quá. Kéo 3 mét bịt nó ra bãi cả lùn. Đã cái đầu ngón tay rồi đó. Đau quá đấy. Ô trời ơi. Mình ngu mình để cắt cái đôi xác quá. Thấy xác chưa? Về đánh mình đi thôi. Về đánh mình đi. Lời cổ động viên kêu về đánh mình đi. Đứng dậy làm kêu ra. Tuấn nào quay với nào. Chuẩn hết đi em ra một cái động đánh trận sau chưa? Kệ mẹ anh. Thank you.